Sáng nay tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu tổ chức. 100 học sinh xuất sắc thay mặt hơn 8.500 học sinh của 9 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bạc Liêu tham dự vòng chung kết cuộc thi. Cuộc thi diễn ra sôi nổi qua 4 phần thi mang tên Ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền, với hình thức thi trắc nghiệm các kiến thức về biển đảo Việt Nam, luật biển năm 2012, luật cảnh sát biển Việt Nam, tác hại của ma túy, cách phòng chống ma túy, tệ nạn bạo lực học đường hiện nay, nhiệm vụ, chức năng, truyền thống của lực lượng cảnh sát biển. Thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh về vị trí, vai trò chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời giúp các em hiểu chính xác đầy đủ về quan điểm, chủ trương, hành động của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến biển đảo, phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế. Có thể nói, đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong triển khai thực hiện hiệu quả chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Kết quả, ban tổ chức đã trao 4 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì. Em Nguyễn Dương Thành Đạt, học sinh lớp 62, trường Trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Dịp này, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã nhận bảng tượng trưng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trao tặng 80 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.